Sách Sáng Thế chương 41, các giấc chiêm bao của Pharaoh. 2 năm sau, Pharaoh chiêm bao, cô thấy mình đang đứng trên bờ sông Nin, và từ sông Nin có 7 con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt. Chúng gặm cỏ trong đám sậy, rồi sau những con ấy có 7 con bò cái khác từ sông Nin đi lên, hình dáng xấu xí và da thịt gầy gò. Chúng đứng bên cạnh những con bò kia trên bờ sông Nin, 7 con bò cái hình dáng xấu xí và da thịt gầy gò ăn thịt 7 con bò cái hình dáng đẹp đẽ và béo tốt. Bấy giờ Pharaoh tỉnh dậy, vua ngủ lại và chiêm bao một lần thứ hai. Vua thấy 7 bông lúa đâm lên trên cùng một cọng, bẩy và tốt, rồi có 7 bông lúa lép và nám cháy vì gió đông mọc lên sau chúng. 7 bông lúa lép nuốt chửng 7 bông lúa mẩy và chắc. Bấy giờ Pharaoh tỉnh dậy thì thấy rằng đó là một giấc chiêm bao. Sáng ngày ra, tâm thần vua xao xuyến, vua mời tất cả các phù thủy và hiền sĩ Ai Cập đến. Pharaoh kể lại cho họ các giấc chiêm bao của mình, nhưng không có ai giải thích được cho vua. Bấy giờ quan chánh trước tiều mới thưa Pharaoh rằng: "Hôm nay tôi xin nhắc lại những lầm lỗi của tôi. Pharaoh đã nổi giận với bè tôi mình và cho giam tôi trong nhà viên chỉ huy thị vệ, tôi và quan chánh ngự thiện. Tôi và ông ấy, chúng tôi chiêm bao trong cùng một đêm. Chúng tôi chiêm bao và mỗi giấc chiêm bao có một ý nghĩa khác. Cùng ở với chúng tôi có một thanh niên Hipri, nô lệ của viên chỉ huy thị vệ. Chúng tôi đã kể lại cho anh ta và anh ta đã giải thích cho chúng tôi các chiêm bao của chúng tôi. Anh ta giải thích chiêm bao của mỗi người. Sự việc đã xảy ra như anh ta đã giải thích cho chúng tôi. Tôi thì được phục hồi chức vụ, còn ông kia thì bị treo cổ." Pharaoh mời ông Giuse đến. Người ta vội đưa cậu ra khỏi hầm. Cậu cạo râu cắt tóc, thay quần áo và vào chầu Pharaoh. Pharaoh nói với Giuse: "Ta đã chiêm bao mà không ai có thể giải thích. Ta đã nghe nói rằng ngươi chỉ cần nghe kể lại chiêm bao là giải thích được." Giuse thưa Pharaoh rằng: "Không phải tôi mà là Thiên Chúa sẽ cho câu trả lời, đem lại bình an cho Pharaoh." Pharaoh nói với Giuse: "Trong chiêm bao của ta đã thấy mình đang đứng bên bờ sông Nin, từ sông có 7 con bò cái đi lên, da thịt béo tốt, thân hình đẹp đẽ, chúng gặm cỏ trong đám sậy, rồi sau những con ấy có 7 con bò cái khác đi lên, gầy guộc, thân hình rất xấu xí, da thịt ốm nhom. Ta chưa thấy bò nào xấu như chúng trong toàn cõi Ai Cập. Các con bò cái ốm nhom và xấu xí ăn thịt 7 con bò cái trước, những con béo tốt. Các con béo tốt vào bụng các con ốm nhom mà người ta không biết rằng chúng đã vào bụng các con ốm nhom vì hình dáng các con này vẫn xấu xí như trước. Bấy giờ ta tỉnh dậy, ta lại thấy trong chiêm bao của ta có 7 bông lúa đâm lên trên cùng một cọng chắc và tốt, rồi có 7 bông lúa đẹp lép và nám cháy vì gió đông mọc lên sau chúng. 7 bông lúa lép nuốt chửng 7 bông lúa tốt. Ta đã nói cho các phù thủy nhưng không ai có thể cắt nghĩa cho ta." Giuse thưa Pharaoh: "Sức chiêm bao của Pharaoh chỉ là một điều Thiên Chúa sắp làm, thì người đã báo cho Pharaoh biết 7 con bò cái tốt là 7 năm, 7 bông lúa tốt là 7 năm. Đó là một chiêm bao duy nhất. 7 con bò cái ốm nhom và xấu xí đi lên sau chúng là 7 năm, và 7 bông lúa còi và nám cháy vì gió đông là 7 năm đói kém. Đó là điều tôi đã thưa với Pharaoh. Điều Thiên Chúa sắp làm thì người đã cho Pharaoh thấy sắp tới là 7 năm rất sung túc trong toàn cõi Ai Cập. Tiếp sau những năm đó là 7 năm đói kém. Trong xứ Ai Cập, người ta sẽ quên đi tất cả sự sung túc và nạn đói sẽ làm cho xứ kiệt quệ. Trong xứ người ta sẽ không còn biết sự sung túc là gì do nạn đói tiếp theo đó, một nạn đói trầm trọng." Giấc chiêm bao của Pharaoh được lặp lại 2 lần, nghĩa là sự việc đã được Thiên Chúa quyết định và Thiên Chúa sẽ mau thực hiện. Vậy bây giờ, xin Pharaoh xem có người nào thông minh và khôn ngoan
Thì đặt người ấy cai quản xứ Ai Cập, xin Pharaoh hành động và đặt những quản đốc lo việc trong xứ, và vua sẽ đánh thuế 1% trên thóc lúa xứ Ai Cập trong 7 năm sung túc. Họ sẽ thu mọi lương thực của những năm được mùa sắp tới này. Họ sẽ chất chứa lúa mì làm lương thực trong các thành và sẽ giữ lại để Pharaoh tùy quyền sử dụng. Số lương thực ấy sẽ là dự trữ trong xứ, phòng 7 năm đói kém sẽ xảy đến trong xứ Ai Cập và xứ sẽ không bị hủy diệt vì nạn đói. Ông Giuse làm quan. Lời đó vừa lòng Pharaoh và triều thần. Vua nói với triều thần: "Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa?" Pharaoh nói với ông Giuse: "Sau khi Thiên Chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh và khôn ngoan như ông. Ông sẽ là tể tướng triều đình của ta. Toàn thể dân ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông. Ta lớn hơn ông chỉ vì ngai vua mà thôi." Pharaoh nói với ông Giuse: "Coi đây, ta đặt ông cai quản toàn cõi Ai Cập." Pharaoh rút nhẫn ra khỏi tay mình và xỏ vào tay ông Giuse, mặc cho ông y phục vải gai mịn và đeo vào cổ ông chiếc vòng vàng. Vua cho ông lên xa giá thứ hai của vua và người ta hô trước mặt ông quỳ xuống. Như vậy, vua đặt ông cai quản toàn cõi Ai Cập. Pharaoh với ông Giuse: "Ta là Pharaoh, không có lệnh của ông, không ai được cử động tay chân trong toàn cõi Ai Cập." Pharaoh đặt tên cho ông Giuse là Sót Nát Paneah và gả cô Át Nát cho ông. Cô là con gái ông Potiphera, tư tế thành ôn. Ông Giuse đi kinh lý xứ Ai Cập. Ông Giuse được 30 tuổi khi ra trình diện Pharaoh, vua Ai Cập. Ông cáo biệt Pharaoh và dạo qua sắp cứ Ai Cập. Trong 7 năm sung túc, đất đã sinh ra mùa màng dư dật. Ông thu tất cả lương thực của 7 năm liên tiếp trong xứ Ai Cập và chứa trong các thành. Ông chứa trong mỗi thành lương thực sản xuất trong đồng ruộng chung quanh thành đó. Ông Giuse chất chứa lúa mì rất nhiều như cát biển, đến mức ông thôi không đong lường nữa vì không thể đong lường được. Các con ông Giuse được hai con trai sinh ra trước năm đói, đó là hai người con mà bà Át-Nát, con gái ông Poly-vê-ra, tư tế thành ôn, đã sinh cho ông. Ông Giuse đặt tên con đầu lòng là Manasseh. Ông nói: "Vì Thiên Chúa đã làm cho tôi quên đi mọi gian khổ của tôi và tất cả nhà cha tôi." Ông đặt tên cho con thứ hai là Ép-ra-im. Ông nói: "Vì Thiên Chúa đã cho tôi sinh sôi nảy nở trong xứ tôi phải chịu khổ cực." Khi 7 năm sung túc tại xứ Ai Cập chấm dứt thì 7 năm đói kém bắt đầu. Như ông Giuse đã nói, mọi xứ khác đều bị đói kém, nhưng trong toàn xứ Ai Cập thì có bánh ăn. Rồi toàn xứ Ai Cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharaoh xin bánh ăn. Pharaoh nói với mọi người Ai Cập: "Cứ đến với ông Giuse, ông bảo gì các ngươi hãy làm theo." Khắp nơi trong xứ bị đói kém, ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai Cập. Nạn đói hoành hành trong đất Ai Cập. Từ mọi xứ, người ta đến Ai Cập để mua lúa mì của ông Giuse vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất.